Chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong video clip ngày hôm nay. Hôm nay Aduco tiếp tục review cho các bạn một cái dòng máy thích hợp cho các bạn đi câu sông, câu hồ. Dòng máy Ryobi, máy Ryobi Smart RG. Đây là cái mẫu 2019 của Ryobi. Hiện tại bên mình có tất cả là 3 size ha. Size 5.000, 6.000 và 8.000. Đây là cái dòng máy thuộc phân khúc giá tầm trung. Và cái mẫu này được anh em đón nhận khá là hot hiện nay. Bây giờ mình sẽ review cho các bạn xem. Cái mọi cái máy nó có kèm theo một cái bao đựng máy nha các bạn, bao của Ryobi luôn, bao rất là đẹp. Trong cái máy nó có cái bảng bảng vẽ chi tiết cái máy này, chi tiết cái máy và thông số kỹ thuật lắp ráp. Các bạn nào mà kỹ tính mua về thì nên giữ cái này lại, sau này các bạn tháo ra vệ sinh nhìn các bạn biết là tháo lắp. Cái này còn tiếng Nhật không? Không biết. Đây là cái bảng quệ thông số này. Đây. Đây các bạn nào mà mua về mà kỹ thì giữ cái bảng này lại, sau này các bạn tháo ra vệ sinh máy để nhìn. Đây là cái thông số của cái máy 8.000 nha các bạn. Cái ratio của nó là 501 ha. RAS 10 kg ha. Trọng lượng là 568 gram ha. Cái số bi này là 6 bi ha, 6 bi trên bạc đàn ha. Đây là cái thông số dây. 0.4 là vào được 200m ha, 0.435 vào được 160m. Và đây là cái thông số của cái size 6.000 với lại cái size 5.000 ha. Cái ghi ratio của nó là 501 ha. RAS là máy 5.000 là 7.5 ha. RAS 6.000 là cũng 7.5 ha. Trọng lượng của cái máy 5.000 415 gram. Máy 6.000 là 240 gram. Cũng là 6 bi trên một bạc đàn. Và đây là cái thông số dây. 0.33 vào được 200m, 0.37 vào được 160m, size 5.000, size 6.000 là 0.33 vào được 230m, 0.37 vào được 200m. Và đây là cái form máy của cái máy Ryobi Smart RG, size 5.000, 6.000 và 8.000. Đầu tiên là cái bun ha, bun của nó là bằng chất liệu nhôm aluminum. Cái màu chủ đạo của cái máy này là màu đen. Cái tay vây bằng kim loại. Cái nấm tay vây là bằng nhựa ha, nhựa cứng. Nấm tay vây là bằng nhựa cứng. Máy quay rất là nhẹ và mượt nha các bạn. Ok. Đây là thiết kế và sản xuất tại Nhật Bản nha các bạn. Thiết kế và sản xuất tại Nhật Bản. Máy của thương hiệu Ryobi. Ryobi chính hãng. Đây là trên tay của mình là cái máy 8.000. Rồi các bạn thấy cái chân máy không? Chân máy rất là to luôn này các bạn. Đó, rất là to ha. Và rất là chắc chắn, rất là lực ha. Các bạn tha hồ mà tải ha, không bị sợ yếu, không bị sợ gãy đâu ha. Máy rất là mạnh.
Cái này cái máy 8.000 này các bạn đi đánh giải tha hồ mà cạo cá nha, rất cứng cáp. Ở trên máy nó có một cái tem chính hãng của Ryobi nha các bạn, tem chống hàng giả. Nó có 6 bi trên một bạc đạn nha các bạn, 6 bi trên một bạc đạn. Đấy, ngay chỗ cái con gạt ở đây là nó cũng có một cái vòng bạc đạn nha các bạn, và bên này một bạc đạn, bên đây một bạc đạn, và cái trục một bạc đạn, và một cái bạc đạn chính. Đấy, cái máy này là có hệ thống phanh ABS nha các bạn, chống trào ngược rất là chuẩn. Draft rất là chuẩn nha các bạn, cái máy này draft khá là chuẩn. Đây là cái size 5.000 ha, đây là size 6.000. Đây các bạn nhìn 5.000 với 6.000 thì nó chênh nhau khá là nhiều đó ha, chênh nhau khá là nhiều. Và cái nấm tay vây của cái 5.000 thì nó nhỏ hơn này. Đấy. Và cái máy 5.000 thì nhìn nó ngắn hơn ha. Đây. Đó, nhìn nó ngắn hơn một xíu này. Ngắn hơn một xíu. Và cái máy 8.000 thì quá là khủng rồi, to hơn nhiều ha. Đây các bạn. Đấy, cái máy 8.000 nhìn to hơn nhiều. Đầu câu vừa review xong cho các bạn cái mẫu máy Ryobi Ryobi Smart ZG size 5.000, 6.000, 8.000. Các bạn mua hàng để lại số điện thoại, các bạn có thể liên hệ trực tiếp cái số điện thoại trên video. Các bạn có thể vào website adocau.com xem thêm thông tin chi tiết và đặt hàng. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.